Đồ đạc thu dọn xong chưa? Sao cô lại tới đây? Lý Khoan, anh không sao chứ? Tôi thì có thể làm sao chứ? Tất cả đều rất tốt. Vô duyên vô cớ mà đi luôn, đến điện thoại cũng không nghe. Phùng Phong sau đó có liên hệ với anh không? Phùng Phong tại sao phải liên hệ với tôi? Những ngày này không phải cô ấy đều rất bận sao? Anh... thôi bỏ đi, cứ coi như là tôi nhiều chuyện. Mấy người tạm biệt đàn dương cầm mà người hiện đại cho tớ. Tạm biệt thú nhồi bông. Tạm biệt điều khiển từ xa. Tới giờ phụ hoàng có thể phải rời khỏi đây mãi mãi rồi. Tạm biệt. Ngày 10 tháng 11 Cún con, đây là ngày thứ 415 sau khi anh mất tích. Em đã gặp một người đàn ông, nói là thích em. Anh ấy không giống cả anh lẫn Diệp Gia. Anh ấy có lúc giống như một cậu em trai đáng yêu, có lúc lại giống một ông anh trai ấm áp. Anh ấy có một gia đình rất đầm ấm và cha mẹ tính rất thoải mái. Tình yêu và sự quan tâm của họ dành cho em là thứ em chưa từng có. Nói thật lòng, có mấy lần suýt nữa em đã dao động. Nhưng đến cuối cùng em vẫn không có cách nào quên được anh. Bắt đầu lại từ đầu, một chiếc lược chải đến cùng, hai lược tóc bạc răng long, ba lược con cháu đầy nhà. Ngày 20 tháng 12, nghe nói anh đã từ chối Tỉnh Tỉnh. Nhưng thật sự em cảm thấy cô ấy là một cô gái rất tốt. Chỉ là em may mắn hơn cô ấy. Ôm nào, được gặp anh trước thôi. Cũng còn, thật ra cho dù anh lựa chọn ai, em đều hy vọng anh sẽ hạnh phúc. Từ trước đến giờ, Fanny giống như một người chị cả, khiến người khác cảm thấy thật ấm áp. Cô ấy xinh đẹp, lương thiện, lại thông minh hiểu biết. Nếu em mà là đàn ông, chắc sẽ muốn cưới cô ấy. Phùng Phong, cho dù kết cục thế nào, tôi đều sẽ chúc gia nữ chính là cô được vui vẻ hạnh phúc. Chị ơi, lấy xong rồi, chúng ta đi thôi. Đi nào. Cho dù anh nghe được hay không, đây có thể là tin nhắn cuối cùng em gửi cho anh. Tạm biệt nhé, cún con. Tạm biệt nhé, quá khứ của em. Vĩnh biệt nhé, nữ nhân ngốc. Ba ơi, chúng ta đi thôi. Là bạn của cô ấy, mình đã nói cho cô ấy. Đúng, nên nói cho cô ấy. Chị.
Anh rể, chụp ảnh đẹp quá. Tuy tôi rất muốn thừa nhận, nhưng cậu là người duy nhất trên thế giới này có thể chăm sóc cho cô ấy, mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Nhờ cậu đó. Em tin anh, đúng không? Đương nhiên, tin tưởng 100%. Đừng lo lắng, bởi vì em cũng sẽ lo lắng theo anh. Được rồi, hai người chỉ cần ký tên là xong. Được rồi, nếu anh chỉ vì sợ không vượt qua nổi giới hạn về thời không, anh buông tay gửi gắm như vậy, tôi không tiếp nhận, cũng không thèm. Bởi vì chúng ta cùng yêu sâu đậm một cô gái, tất cả những gì chúng ta làm đều là vì tốt cho cô ấy. Xin lỗi, anh không làm được. Anh rể, anh nói lung tung gì vậy? Đúng vậy Hoàng Quy, anh làm sao vậy? Chắc không phải anh sợ kết hôn đấy chứ? Xin lỗi. Chính vì em tin tưởng anh, cho nên anh không thể lừa em. Lý Quang không phải là không yêu em, ngược lại, anh ấy thật sự rất yêu em. Anh ấy biết mình và em không phải là người cùng một thế giới, cho nên để không làm em đau khổ, anh ấy mới lựa chọn rời đi. Lần này anh ấy rời đi cũng giống như trước kia. Anh ấy nhờ anh chăm sóc em, anh cũng rất muốn chăm sóc em, nhưng anh không thể ích kỷ như vậy. Em đi đi. Thì ra bệnh của ông chủ là bệnh hiểm nghèo. Bệnh hiểm nghèo. Xin lỗi Phục Phong, là tôi không nói với cậu. Thật ra Nguyên Tiêu cũng bị di truyền bệnh đó. Gần đây tình hình của hai bọn họ ngày càng nghiêm trọng. Hoàng thượng sao rồi? Cho dù thế nào, em đều có quyền biết chân tướng sự việc. Anh đều sẽ ủng hộ em. Em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Em quyết định thế nào, anh đều ủng hộ. Đi đi. Hỏi hết cho rõ ràng những điều em muốn hỏi đi. Chị ơi, mau đi đi. Đi mau. Đi đi. Cảm ơn. Tỉnh tỉnh. Tiểu Phong, sao cô lại? Đưa tôi đến nhà Lý Quang. Mình biết ngay tình tiết sẽ lật ngược. May mà không bỏ lỡ, hào hứng quá. Tôi còn phải đi quay phim, chỉ có thể đưa cô đến đây thôi. Cố lên, tuyệt đối đừng khiến tôi thất vọng. Cảm ơn cô Fanny. Đừng nói nhiều, qua đi xem sao. Tiểu Phong, chúc cô hạnh phúc. Lý Quang, anh ra đây cho em. Dù anh có nói nặng lời đến mấy, em đều sẽ không đi đâu. Em nhất định sẽ đeo bám đến cùng. Lý Quang, anh ra đây cho em. Em biết hết tất cả rồi. Anh đừng trốn nữa. Lý Quang. Nguyên Tiêu. Lý Quang. Biến mất, biến mất. Cứ đến thời khắc quan trọng là chỉ biết biến mất.
Đồ hèn, đồ nhát gan, anh ra đây cho em. Lý Quang, Quang, cô tìm thấy cháu rồi. Nó không ở đây, không cần tìm nữa. Anh làm gì vậy? Anh thật sự không thể thua à? Tôi tìm ra trước, tôi thắng chắc rồi. Không được vào đây. Tại sao? Tại sao lần nào cũng vậy? Tại sao? Lần nào cũng bỏ em lại. Tại sao? Không uổng công thương cháu. Lại sao vậy? Chỉ là con còn chưa kịp nói tạm biệt tiểu mỹ nữ, còn các cô giáo nữa. Có thể con sẽ không bao giờ được gặp họ nữa. Nói tạm biệt sao? Thật sự không ngờ con còn ít tuổi thế này mà đã bắt đầu lang bạc kỳ hồ rồi. Giờ thời gian vẫn còn kịp, cũng tiện đường đi qua trường mẫu giáo. Giờ đi sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. Được, chúng ta đi. Thật à? Con yêu ba lắm. Chú cá sấu, chúng ta mau đến trường mẫu giáo thôi. Đi nào. Hai người gặp nhau chưa? Chưa. Họ đi mất rồi. Có thể sẽ không quay lại nữa. Được rồi, nói cho anh biết em đang ở đâu. Em đang ở ngoài cổng khu nhà họ. Giờ em phải đến trường mẫu giáo. Taxi. Hoàng Quy, lên xe. Các người đều chết ở đâu rồi? Đến sân bay tìm người cho ta. Ba ơi, chúng ta đi thôi.
Muốn chạy à? Bạn tương quần phải đi vệ sinh. Không nhìn nổi nữa. Ba ơi, đưa con điện thoại. Nguyên Tiêu, không còn sớm nữa. Ba, chúng ta đi thôi. Đi thôi. Tạm biệt tuổi thơ của tôi. Nguyên Tiêu, là ba có lỗi với con. Ba hứa với con, sau này sẽ không để con như vậy nữa. Ba đừng lo nữa, con sẽ khỏe lại. Con chỉ đang lo cho ba. Ba đừng giả vờ ngầu nữa. Nếu muốn khóc thì cứ khóc to một trận. Đàn ông cứ khóc đi, không phải là tội. Đàn ông cứ khóc đi, không phải là tội. Con học theo ai vậy? Karaoke. Đàn ông cứ khóc đi, không phải là tội. Đàn ông cứ khóc đi, không phải là tội. Nhưng ba ơi, con vẫn còn một nguyện vọng cuối cùng. Con cứ nói đi. Ba, con muốn để cái này lại cho mẹ nuôi yêu nữ. Trong này là ký ức trưởng thành của con. Con muốn tặng cái này cho cô ấy. Cảm ơn cô ấy. Để cô ấy mãi mãi nhớ đến con. Bực quá. Đã nói là không khóc nữa mà. Ba nhất định phải giúp con hoàn thành nguyện vọng này. Đợi con chút, con phải đi tìm tiểu mỹ nữ chụp ảnh. Đã nói là phải mảnh như thế này. Nhìn rõ chưa? Mảnh thế này. Trứng ba màu, đơn giản dễ làm lại dinh dưỡng.
Ta muốn ăn thịt sư phụ. Đồ Nhi, mau bảo vệ sư phụ. Ta chạy trước đây. Mau bảo vệ sư phụ. Thú vị thật, thích quá đi. Này, cảm ơn. Nữ nhân ngốc. Ba ơi, ba ơi, ba sao vậy? Không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi. Đi đi, mặc kệ anh. Đừng, đừng hối hận. Cảm ơn. Chỉ cần em có thể hạnh phúc mỉm cười, anh cũng sẽ hạnh phúc. Lý Quang, Nguyên Tiêu, Nguyên Tiêu, sao vậy? Cô tìm ai vậy? Cô gì ơi, cô làm gì vậy? Lý Quang, Lý Quang, hai người ở đâu? Nếu hai người cứ thế mà đi, cả kiếp này tôi sẽ không tha thứ cho hai người. Cả kiếp sau, kiếp sau nữa cũng không. Ra đây, mau ra đây cho tôi. Anh đi rồi sao? Anh đi thật rồi sao? Đi là tốt. Anh là đồ chó con trời đánh, còn nói tôi ngược đãi chó. Rõ ràng chính anh là ngược đãi tôi. Sao anh phải đối xử với tôi như vậy? Sao anh nhẫn tâm như vậy? Tại sao? Cũng còn. Anh tưởng rằng anh đi rồi thì tôi sẽ không tìm được anh sao? Tôi là Phùng Tiểu Cường. Phùng Tiểu Cường, tôi nhất định sẽ tìm được anh. Tôi nhất định sẽ tìm được anh. Nhất định. Tốt xấu gì cũng là phụ huynh, em nên chú ý tới hình tượng chút. Cũng con Đoàn Chính Thuần, Sở Khanh Đa Tình, Cương Thi Ngàn Năm. Nhìn em khóc như con mèo ấy. Bộ dạng em lúc khóc cũng khó coi quá đi. Không phải anh đi rồi sao? Anh quay lại làm gì? Về thời cổ đại của anh đi. Đừng bao giờ quay lại cuộc sống của tôi nữa.
Đừng khóc nữa. Là anh không tốt. Xin lỗi, anh sai rồi. Anh không nên bỏ em lại. Điều tại anh không tốt. Đừng khóc nữa. Nếu em vẫn còn khóc, anh sẽ đi thật đó. Anh đi đây. Anh dám. Lại thêm một tấm ảnh xấu tự nhiên. Nhóc con này, mau bắt con đi. Bắt con đi. Đừng chạy. Nhóc con xấu xa. Chị à, dịp ba đó hình như bị chị đuổi đi thật rồi. Em thấy gần đây anh ta không tới làm phiền chị nữa. Nhưng mà vậy cũng tốt, để anh ta đỡ làm phiền chị. Loại công tử bột như anh ta chỉ nhiệt tình được vài phút, phong lưu thành tính rồi. May mà chúng ta không mắc lừa anh ta. Nói xong chưa? Có thời gian ở đây buôn chuyện, còn không bằng dành thời gian mà làm việc cho tốt. Chị, em tưởng rằng chị rất ghét anh ta rồi. Mấy hôm nay em thấy chị không vui, em muốn mắng anh ta giúp chị xả giận. Vẫn còn nói à? Chị, em pha cà phê rồi. Em đi rót cho chị một cốc cho chị bớt giận. Biết ngay anh không đáng tin. Cứ bắt em đợi mãi. Để đến bạc cả tóc rồi, vẫn chưa thấy hình bóng anh đâu. Tốt quá rồi. Không uổng công tôi ủng hộ hai người bao lâu nay. Diệp ba, cái quái quỷ gì đây? Sao họ vẫn chưa quay lại vậy? Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, cuối cùng người đã quay lại rồi. Hoàng thượng, phụ sinh đã làm rất nhiều món mà người thích ăn. Thật không? Thái thượng hoàng, anh cá sấu đâu? Không phải là nấy đi rồi chứ? Không phải, tôi bảo cậu ấy đi làm chút việc. Búp bê hồ lô, búp bê hồ lô. Chị ơi, nói xem, làm thế nào mà chị tìm được Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thượng vậy? Không phải chị nói là họ sẽ đi máy bay tới nơi rất cao, rất xa, sẽ không quay lại nữa sao? Tại sao lại đến trường mẫu giáo? Bí mật. Lại có bí mật mà đến anh cũng không biết. Có rất nhiều. Phụ quan, bắt đầu từ hôm nay, người không được nói mẹ nuôi yêu nữ là nữ nhân ngốc nữa. Bởi vì mẹ nuôi là nữ nhân thông minh nhất trên đời này. Trẫm ăn no rồi. Liễu Nhi, trẫm muốn ra ngoài chơi. Cô và phụ sinh đi cùng trẫm. Đi đi. Được. Hoàng thượng, khởi giá. Đi. Đi thôi. Chỉ bằng... chúng ta...
Hai người vốn dự định đi đâu vậy? Bí mật. Có điều anh dự định chuyển máy bay ở châu Phi, đi gặp người làm bác sĩ không biên giới đó. Em cảnh cáo anh, không được suy nghĩ lung tung, không được làm bừa. Em kích động cái gì? Anh đâu có nói là ai. Hơn nữa anh trong mắt em là kiểu người làm bừa sao? Cho dù anh gặp tên dâm tăng đó, anh cũng sẽ không làm gì hắn. Anh đâu phải là bạo quân. Xin anh đó, thà anh mất trí nhớ còn hơn. Này, đừng học lắp liếm, tốt nhất giải thích rõ ràng với anh. Em mặc kệ anh, em cảnh cáo anh, đừng có nhầm vào kịch bản của em. Còn nữa, em sẽ không để anh được như ý đâu. Không sửa kịch bản cũng được, vậy anh sẽ tìm diễn viên nam thật xấu. Anh chẳng thấy sao cả, vậy anh diễn đi. Anh sao? Được thôi, anh diễn vai dâm tăng. Dâm tăng thì làm gì? Chỉ là tên dâm tăng thôi mà. Anh đừng rời xa em nữa, đừng biến mất nữa, được không? Xin lỗi. Em biết anh đều là muốn tốt cho em, nhưng lúc anh thay em đưa ra quyết định, đối với em lại là đau khổ nhất. Điều em muốn rất là đơn giản, có anh ở đây tất cả đều sẽ tốt. Cho nên anh phải hứa với em không rời xa em nữa, được không? Em biết không, ở trường mẫu giáo anh đọc nhật ký trưởng thành của Nguyên Tiêu, anh hiểu ra một chuyện. Vốn anh tưởng rằng anh chỉ nhớ cảm giác của tình yêu đó, dựa vào những ký ức còn tồn tại để tiếp tục yêu em. Nhưng về sau anh mới phát hiện ra, anh lại yêu em một lần nữa, với thân phận mới. Hình như em hơi hiểu rồi. Cho dù chúng ta ra sức trốn tránh, phủ nhận, từ chối đối phương, nhưng cảm giác yêu đương không hề vì thời gian, địa điểm, thân phận mà có bất kỳ thay đổi nào. Số mệnh an bài, anh sẽ gặp được em. Hơn nữa, sẽ yêu em sâu đậm. Anh quay lại rồi. Hoàng thượng, thật không ngờ hôm nay người biết tạo cơ hội cho chị và Thái Thượng Hoàng. Giỏi quá, nghe nói trung tâm thương mại đang giảm giá. Trẫm phải đi vệ sinh. Hoàng thượng. Lại là cô. Tại sao cô... Nhiễm Nhiễm, không sao đâu. Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, không sao đâu.
Có anh đây. Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm, em tỉnh lại đi. Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm. Hoàng thượng, hôm nay may mắn thật, được giảm giá. Nhìn xem, chúng ta mua bao nhiêu thứ. Liễu Nhi, thang máy này sao không chạy? Em... Chà, chú cá sấu giỏi quá, giỏi quá. Bên ngoài nguy hiểm lắm, không còn sớm nữa. Mau về nhà được không? Chú đừng có thẹn quá, quá giận. Cháu không biết gì hết, không nhìn thấy gì hết. Chú cho cháu chơi thêm một lát đi. Chơi thêm một lát đi. Được rồi, nghe lời. Lần sau chúng ta lại tới chơi. Đừng khóc, họ yêu nhau rồi. Tôi thất tình rồi. Tôi thất tình rồi. Đừng khóc. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Sau này cũng không được bỏ rơi em. Rốt cuộc anh là hoàng đế hay em là nữ hoàng vậy? Anh nghe rõ chưa? Tuân lệnh. Thì ra thời gian chỉ làm phai nhạt tình cảm giữa mình và Lý Quang, ngược lại còn chôn chặt hơn trong lòng mình. Cho dù anh ấy ở trước mặt mình mỗi ngày một già đi, mình cũng phải ở bên anh ấy đến giờ phút vĩnh biệt cuối cùng. Qua bao trắc trở mới để anh gặp em, anh sẽ không buông tay nữa. Cho dù phải đền bằng tính mạng, anh cũng sẽ bảo vệ em. Chúc Lưu Đồng ngày mai bước vào nắm mồ hôn nhân. Cạn ly. Cạn ly. Vì tôi đã thoát khỏi nắm mồ hôn nhân. Cạn ly nào. Anh cũng nghĩ thoáng nhỉ. Nhưng thử suy nghĩ ngược lại, vẫn tốt hơn là anh khóc lóc đòi nhảy lầu các kiểu. Tôi vốn tưởng là sẽ như vậy. Đâu ai vô tâm như cô. Ngủ một giấc là quên rồi. Tôi dù thế nào cũng tốt hơn cô một chút. Được được, nào, đọc thơ muôn năm. Cạn ly. Anh xem, đó không phải là video đêm giao thừa hôm đó à? Liệu có chúng ta không nhỉ? Làm gì có chúng ta. Mau xem chúng ta ở đâu. Đừng che mặt, đừng che mặt. Nào, mau xem đi. Anh uống say vào giống như tên ngốc vậy. Anh còn không tin. Mau nhìn đi. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Giờ bắt đầu đếm ngược. Mau mau.
Mau mau, nguồn điện ở đâu? Để tôi mượn chút. Sao lại che màn hình vậy? Là anh ấy. Là anh ấy. Người đó chính là anh ấy. Hai người yêu nhau đi. 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 Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Bắt đầu tìm nhé. Hoàng thượng. Hoàng thượng. Hoàng thượng. Nhìn thấy người rồi. Hoàng thượng. Hoàng thượng. Ở đây có đồ ăn ngon này. Hoàng thượng. Hoàng thượng. Nhìn thấy người rồi nhé. Hoàng thượng. Liễu Nhi đã làm món người thích ăn nhất. Ở đây hả? Các người là ai vậy? Hoàng thượng. Có thích khách. Người trốn kỹ nhé. Hoàng thượng. Người chịu khó nhé. Tuyệt đối đừng lên tiếng. Tuyệt đối đừng lên tiếng. Xem bên này. Ra đây. Hoàng thượng mau chạy đi. Người muốn bắt hoàng thượng của ta, ta sẽ liều mạng với ngươi.